Xin chào các bạn. Trên tay mình đang là chiếc máy nghe nhạc mới nhất của Ibanso DX90. Đây là chiếc máy nghe nhạc chính hãng đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Và mình sẽ thực hiện công đoạn mở hộp chiếc máy này ngay bây giờ. Trên tay mình đang là chiếc máy nghe nhạc Ibanso DX90. Tại sao mình có nói đây là chiếc máy nghe nhạc chính hãng đầu tiên có mặt tại Việt Nam? Thực tế thì trên thị trường đã có một số những chiếc máy nghe nhạc Ibanso D90 hàng sách tay có mặt trước đó tại thị trường Việt Nam. Tuy nhiên là đó là cái phiên bản từ thị trường nội địa của Trung Quốc, thì nó có ghi là thay vì chữ Ibanso Audio thì ghi thành là Mini Audio. Và đây là chiếc máy nghe nhạc Ibanso D90 có phiên bản quốc tế có ghi là Ibanso Audio. Thiết kế của Ibanso D90 thì tương tự với cái vỏ hộp của DX50. Chúng ta thấy nhà phân phối độc quyền tại Việt Nam, công ty trách nhiệm hữu hạn IDU Việt Nam, máy nghe nhạc Ibanso DX90 phiên bản 8GB. Và mình sẽ mở chiếc hộp này. Và đây là chiếc máy Ibanso DX90 phiên bản quốc tế. Ta sẽ xem trong hộp có những gì. Có hai miếng bảo vệ màn hình. Có một cái phụ kiện mới Ibanso có tặng cho chúng ta, đấy là một chiếc dây có dùng để bơm in chiếc máy nghe nhạc D90. Với D90 thì cái phần am được làm tốt hơn rất là nhiều so với phần của DX50. Vì vậy để ra được hết chất âm của chiếc Ibanso D90 thì Ibanso có đi kèm cho chúng ta một cái jack này. Ta sẽ dùng cái jack này để cắm vào máy và cho máy chạy, thì nó sẽ thực hiện công đoạn là burn in cho chiếc máy. Một cái dây sạc kết nối USB. Chúng ta có thêm một cái cổng kết nối coaxial out. Và với phiên bản quốc tế thì Ibanso thay vì giống như các phiên bản của thị trường nội địa Trung Quốc thì có tặng một cái túi nhung, thì giống như là chiếc máy nghe nhạc DX50 thì Ibanso với phiên bản quốc tế thì đã tặng một chiếc bao silicone. Và đây trên tay mình đang là chiếc máy nghe nhạc Ibanso DX90. Điểm đáng chú ý nhất của chiếc máy nghe nhạc mới này đấy là phần cổng. Các phần jack, phần cổng này Ibanso đã làm tốt hơn rất là nhiều so với chiếc máy nghe nhạc trước đó đấy 50. Và chúng ta sẽ không còn bị những cái hiện tượng lỗi vặn như là bị jack lỏng như chiếc đấy 50 nữa. Vẫn là ở bên này chúng ta có một cổng foam, cổng cắm tai nghe và cổng cắm layout để cắm ra am âm ly phần gain. Phần bên này thì chúng ta có tăng giảm âm lượng. Về Ibanso DX90 thì phần am đã làm tốt hơn rất là nhiều và nó kéo tốt hơn rất nhiều, khá là nhiều so với DX50. Chúng ta có khóa phím tắt bật máy. Trên này thì có cổng micro để sạc khe cắm thẻ nhớ. Với DX90 thì nhờ với cái con chip lõi kép thì máy có thể nhận các thẻ nhớ lên đến 2T. Và đây là cổng coaxial. Mình sẽ bật máy ngay đây bây giờ. DX90 thì có một cái cấu hình rất là tốt so với chiếc DX50, thì DX90 sử dụng hai con chip mono xử lý nhạc song song để xử lý nhạc 2 qubit. Do là sử dụng chip lõi kép nên là cái tốc độ xử lý của DX90 là nhanh hơn rất là nhiều. Khi mà chúng ta cắm thẻ nhớ vào loát thì cũng
thấy nhanh hơn khá là nhiều so với cái phiên bản DX50. Cái giao diện của DX90 cũng đã được đẹp hơn. Sản phẩm DX90 hiện tại đang có mặt tại các showroom của iDo Audio. Xin mời các bạn qua trải nghiệm sản phẩm này.